Gia Bảo Luxury, vật chân quý gia truyền. Xin chào quý khán giả của Gia Bảo Luxury, chúng ta đã gặp lại nhau trong chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì cái tên được nhắc đến đó chính là mẫu đồng hồ Patek Philippe Complications 5905R Flyback Chronograph Annual Calendar. Bezoogua là một trong những triển lãm về đồng hồ nổi tiếng nhất tại Thụy Sĩ. Đây cũng là sự kiện được mong chờ nhất trong năm của nhiều giới chơi đồng hồ. Cả giới truyền thông trên khắp thế giới và cũng là nơi phô diễn những mẫu đồng hồ mới ra mắt của các thương hiệu đồng hồ nổi tiếng. Và Patek Philippe chắc hẳn đã là một cái đại cổ thụ trong ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ. Và việc mỗi lần mà hãng tung ra những sản phẩm cơ khí mới đều nhận được sự quan tâm cũng như là yêu mến của rất nhiều người hâm mộ. Giới bộ điệu biết đến phiên bản đồng hồ Patek Philippe Complication 5905P Flyback Chronograph Annual Calendar trước đây trong chất liệu là bạch kim quý giá với hai tông màu mà số khá được chào đón là xanh và đen. Thì năm qua, tại sự kiện Bezoogua 2019, hãng mang đến một gam màu nâu trầm ấm hơn trong lớp vỏ vàng hồng sang trọng. Phiên bản đồng hồ Patek Philippe 5905R001 được hàng hoàn thiện, đánh bóng đẹp mắt lớp vỏ vàng hồng, hòa quyện cùng với lớp mặt số nâu chocolate. Đây là một trong những gam màu dễ chơi và có lượng người yêu thích nhiều hơn so với lớp mặt số màu đen và trắng truyền thống. Là một trong những thương hiệu gây tiếng vang lớn trong giới mộ điệu đồng hồ khắp nơi trên thế giới, không quá ngạc nhiên khi mà phiên bản đồng hồ này được hoàn thiện đẹp mắt một cách tổng thể từ lớp vỏ cho đến cỗ máy. Có thể nói là chúng ta chỉ có thể thêm bớt một chút khô cứng ở phiên bản này khi việc hiển thị chức năng Flyback Chronograph trên mặt số vị trí góc 6 giờ không có chút thay đổi và hơi có phần nào đơn điệu. Qua lớp kính Sapphire, chúng ta có thể dễ dàng quan sát được cỗ máy Caliber CH28520 QA24H được hãng hoàn thiện tinh xảo với nhiều chất xám của các nghệ nhân và công nghệ được thêu dệt ở cỗ máy này như việc sử dụng công nghệ silicon trên bộ thoát và bộ dao động đem lại tính ổn định và bền bỉ cho đồng hồ. Các cầu máy được đánh bóng vắt cạnh, họa tiết vân tròn Velage và vân sọc Côte de Geneve. Cỗ máy Caliber CH28520QA24H hoạt động ở tần số 4 GHz là 28.800 VPH, cho thời lượng chữ cót lên tới 55 giờ. Phiên bản đồng hồ này của hãng hiện có giá bán retail là 65.700 USD. Như mọi năm thì gian hàng của Patek luôn dành một góc để trưng bày những bộ máy tuyệt hảo của mình. Bộ máy không chỉ là trái tim của một chiếc đồng hồ mà còn là cách các thương hiệu truyền hết những tinh hoa, nghệ thuật chế tác lên đó. Và năm nay đã có sự đổi mới cách trưng bày của Patek khi dùng một bản điện tử để giúp người tham quan dễ dàng tham khảo được những thông số của từng bộ máy. Các bộ máy được đánh số ký tự, bạn muốn tham khảo thông tin bộ máy nào chỉ cần bấm số, rất nhanh chóng và thuận tiện. Và đó là những đặc điểm thú vị và đáng chú ý của mẫu đồng hồ Patek Philippe ngày hôm nay Gia Bảo Luxury muốn giới thiệu tới các bạn khán giả. Không biết là các khán giả nghĩ sao về mẫu đồng hồ này thì hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên đón xem những video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.